Mình sẽ bầm hành nha bạn nhé. Bầm tỏi để thử cái nước ăn của nhé. Đừng kêu nữa, nó kêu hoài, đấm mọ bây giờ. Mình sẽ xem thử cái con cá của nãy của mình ấy, nó đã đông chưa. Con cá hơi to, nó sẽ lâu chín rồi. Phải cắt nhỏ nó ra cho nhanh chín. Mình sẽ cắt cái cá ra làm đôi. Thì cái nhé là lúc con cá của ta nó đã đông, thứ hai nó giúp cho cá chúng ta dễ chín. Mình sẽ cắt cái đầu cá ra làm đôi. Nấu xong dọn dẹp luôn, sạch sẽ luôn rồi. Với rau và các loại gia vị các bạn nhé. Đây là rau lên. Rau lên mình sẽ để một góc. Đây là rau mùng tơi. Để ăn nấu mình sẽ để một góc. Mình ăn hết mình lấy nữa ha. Để đến được mực. Chén dầu ăn. Rồi bây giờ phần quan trọng nhất là mực các bạn này. Đó, mực. Một mâm mực luôn, một đĩa mực luôn. Ok. Yeah.
Ok, rồi điều quan trọng nhất không thể thiếu đó là gói gia vị lúc nấu thái. Còn nửa gói gia vị nấu lẩu mình sẽ nấu luôn. Và bây giờ mình đã có một cái mâm mình đã chuẩn bị được, ok, rất là ok rồi. Bây giờ mình sẽ đem vào trong nhà và mình sẽ bắt đầu nấu lẩu các bạn ạ. Đây là mâm. Ok chưa các bạn?